Lúc nào cũng làm siêng năng lắm vậy. À, định nhảy vô cái chức trưởng phòng đang còn trống cái gì? Lan. Dạ. Anh có mua cà phê cho em nè. Cảm ơn nha. Em đang làm gì đó? Em đang làm báo cáo hàng tuần gửi sếp nè. Chết. Đừng có nói là anh chưa làm đó nha. Trời. Cậu Khoa, cậu làm báo cáo xong chưa? Cả phòng người ta nộp cho tôi hết rồi đó. Dạ, em gần xong rồi sếp. Gần xong? Lúc nào cậu cũng như vậy hết á. Tôi muốn trước 11 giờ. Nó phải nằm trong hộp mail của tôi nghe chưa? Dạ. Trời, còn 40 phút mà. Vừa kịp. Uống miếng cà phê rồi gửi nè. Ơi, chết, chưa có sao. Lan, mấy giờ rồi em? Đã 10 giờ rồi anh. Hên là còn tiếng nữa, tranh thủ còn kịp. Cậu Khoa, cậu làm báo cáo xong chưa? Cả phòng người ta nộp cho tôi hết rồi đó. Còn một mình cậu thôi đó. Dạ em gần xong rồi sếp. Gần xong? Lúc nào cậu cũng như vậy hết á. Tôi muốn trước 11 giờ. Nó phải nằm trong hộp mail của tôi nghe chưa? Dạ. Uống kỳ ta. Cái cảnh này nó quen quen. Vừa kịp. Sao? Gửi. Tự nhiên phải làm báo cáo hai lần. Không lẽ là cái đồng hồ này có thể quay ngược thời gian? Làm gì có cái chuyện đó. Tào lao. Ê, cái đó là Chelsea ngủ hả? Hai quên. Dính bên mày sao hả? Chạy hả con? Khỏi ba luôn. Sút. Yo! Yeah! Hai, hai thấy ông mặc bộ đầm này có đẹp không? Đẹp rồi, đi vô đi, đang coi đó anh. Hai đúng là cái đồ hời hợt, không thành thật tí nào cả. Út sẽ mét chị Lan và Út sẽ kể hết tất cả những tật xấu của hai cho chị Lan nghe luôn. Chị Lan sẽ ghét hai cho coi. Alo, chị Lan hả? Anh hai ăn hiếp em kìa. Ơi. Chị Lan biết không, trời ơi, hồi sáng nay á, anh hai dậy, anh hai không có xúc miệng á. Còn này nữa nè, để em kể cho chị Lan nghe nha. Nín, mày chăm, ơi. Mày đi đen, ơi. Nín bên, khỏi chạy. Vô. Yes. Hai. Hai thấy ông mặc bộ đầm này có đẹp không? Ông mua bộ đồ này ở đâu vậy? Là xấu lắm, xấu bao nhà lòng chợ luôn. Đi ra thay bộ khác đi nha. Hai nói sao? Bộ đầm này là chị Lan mua tặng cho Út hồi hôm sinh nhật Út đó. Hai vừa phải thôi chứ. Đồ của chị Lan mua mà hai dám chê là xấu banh nhà lòng chợ hả? Út mét chị Lan cho hai coi nè. Alo, chị Lan hả? Anh hai chơi đồ của chị mua cho em xấu kìa. Trời ơi, cái gì mà khen nó cũng mét, mà chê nó cũng mét.
Sút vào. Yeah, yeah. Hai, anh thấy ông mặc bộ đầm này có đẹp không? Alo, 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 alo. Dạ, em nghe sếp. Dạ, dạ, sao? Dạ, dạ. Dạ rồi, dán em làm được rồi. Sếp yên tâm, yên tâm. Dạ, em lo hết rồi. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Xíu nữa bị Út Hải chết. Hên là có cái đồng hồ này. Chelsea hồi nãy ăn 1-0 đúng như mình dự đoán. Vậy nếu mà mình chỉnh lại rồi xong mình đi bắt đồ thì sao? Yeah! Thắng! Woohoo! Vậy là chỉ cần mình có vốn, việc trở thành tỷ phú là chuyện sớm muộn. Chết, ngày mai còn buổi thuyết trình. Như tôi đã phổ biến từ trước, dự án lần này tôi sẽ giao cho một trong hai người, là cậu Khoa hoặc là cậu Khánh. Trong hai cậu, bản thuyết trình của ai được chọn thì người đó sẽ được giao chức trưởng phòng và trực tiếp quản lý dự án này. Hai cậu, ai muốn lên trình bày trước? Dạ, để Khánh trình bày trước đi sếp. Mời cậu. Dự án lần này mà tôi mang đến có tên gọi là món quà tình yêu. Và điều đặc biệt đó là chúng ta sẽ nhắm vào đối tượng sử dụng chứ không phải là đối tượng mua hàng. Cùng với đó là bộ sưu tập mới nhất các mẫu đồng hồ nữ sẽ là sản phẩm chủ đạo cho công ty đăng quang chúng ta. Các mẫu đồng hồ này rất thích hợp để làm quà tặng cho các người mẹ và người vợ, nhất là nhân dịp 20 tháng 10 sắp tới. Đi theo nó là một thông điệp: thời gian là miễn phí, nhưng nó cũng là vô giá. Và những người yêu thương nhau nên dành thời gian mỗi ngày để quan tâm và chăm sóc cho nhau. Cậu Khoa. Ủa tê mà sếp. Cậu không cần phải thuyết trình nữa. Dự án này chính thức tôi sẽ giao cho cậu Khánh. Còn cậu, cậu lo tranh thủ thu dọn đồ đạc đi. Tôi cho cậu quá nhiều cơ hội rồi. Cậu Khánh, cậu làm tốt lắm. Cố lên nha. Dạ, em cảm ơn sếp. Xin chúc mừng cậu nha. Tôi biết cậu làm được mà. Như tôi đã phổ biến từ trước, dự án lần này tôi sẽ giao cho một trong hai người, là cậu Khoa hoặc là cậu Khánh. Trong hai cậu, bản thuyết trình của ai được chọn thì người đó sẽ được giao chức trưởng phòng và trực tiếp quản lý dự án này. Hai cậu, ai muốn lên trình bày trước? Tôi. Mời cậu. Dự án của tôi lần này tên là món quà tình yêu. Chúng ta sẽ nhắm tới đối tượng sử dụng thay vì là đối tượng mua hàng. Sản phẩm chủ đạo của công ty đăng quang chúng ta lần này là bộ sưu tập đồng hồ nữ với nhiều mẫu mã mới nhất, phù hợp để làm quà tặng cho người mẹ, người vợ nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Với thông điệp, thời gian là miễn phí nhưng vô giá. Sao ý tưởng của Khoa lại giống y chang của mình vậy? Cậu Khoa, tuy là cái phần trình bày của cậu chưa được suôn sẻ lắm, nhưng tôi rất là thích ý tưởng của cậu đó. Dạ, cảm ơn sếp. Cậu Khánh, tới lượt cậu đó. Bây giờ mà lên trình bày thì mọi người sẽ nghĩ là mình ăn cắp ý tưởng của Khoa. Cậu Khánh, tới phiên cậu đó. Hồi hôm bữa tôi nhớ ông nói là ông chuẩn bị kỹ lắm mà. Thôi, nói là một chuyện, còn làm là chuyện khác nữa kìa. Cậu sao vậy? Tôi xin lỗi. Cậu Khoa, tôi sẽ giao cho cậu cái dự án lần này. Cậu làm rất là khá. Cảm ơn sếp. Hôm nay cậu làm mọi người bất ngờ lắm nha. Chúc mừng. Ok, trưa nay mọi người ăn gì? Tôi mời. Sao lại có một chuyện trùng hợp như vậy? Trong ngày này tư tưởng lớn gặp nhau là chuyện bình thường mà anh. Hết rồi, hết thiệt rồi. Bao nhiêu công sức của anh bây giờ đổ sông đổ biển hết rồi. Không sao đâu anh, chỉ là anh kém may mắn thôi.
Mình vẫn còn nhiều cơ hội khác mà. Không đâu em, không còn một cơ hội nào nữa đâu. Anh nói cái gì vậy? Không lẽ mới thất bại một lần mà anh bỏ cuộc rồi sao? Em không biết mọi người nhìn anh như thế nào, nhưng em biết anh là một người có thực lực. Anh phải tin vào khả năng của mình. Em sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ anh. Lan mà biết mình trúng được dự án này thì không cần cua, cô ấy cũng sẽ tự đổ. Mày dám giành với tao? Có gì đâu mà buồn. Tại sao anh lại ăn cắp ý tưởng của tôi? Anh nói gì vậy? Ai ăn cắp ý tưởng của ai? Làm gì có chuyện hai dự án giống nhau 100% hả? Nếu anh nói vậy, tôi cũng có thể nói anh ăn cắp ý tưởng của tôi. Anh còn chối được? Sao? Anh còn gì để nói không? Tao ăn cắp đó, mày làm gì tao? Mày! Ây da! Khốn nạn! Đúng rồi! Anh có sao không? Anh không sao. Anh định an ủi Khánh, nhưng mà không nghĩ cậu ấy lại. Tôi thật thất vọng về anh. Mình đi thôi. Lan! Em nghe anh nói là Lan! Sếp, sếp tin em đi sếp. Tôi ghét nhất là chuyện đi ăn cắp ý tưởng của người khác. Rồi bây giờ cậu dùng bạo lực với đồng nghiệp là sao? Tôi nghĩ cậu nên ngưng công tác ở công ty này một thời gian, để suy nghĩ lại những chuyện cậu đã làm. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác với cậu trong tương lai. Nhưng mà cái ý tưởng này là của em. Thằng Khoa nó mới là đứa ăn cắp. Tất cả là tại mày. Cậu tìm ai? Xin cậu, tôi nói tôi nghe cậu một tí đi. Tất cả là tại thằng con của bà. Con sợ quá hả? Không sao. Có mẹ đây rồi, không sao. Cái thằng này, mẹ nhờ xuống bưng giùm mấy chậu bông. Em nằm trên này ngủ, xong rồi mới tùm lum tùm la hết trơn à. Con xin lỗi mẹ. Xin lỗi cái gì? Thì bây giờ xuống bưng phụ mẹ là được chứ gì. Ha. À mà khoan, nè, hàng con đặt người ta giao rồi đó. Đi.
Thôi bỏ đi mẹ ơi. Thôi đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống. Cái thằng. Con người luôn cho rằng thời gian của họ còn rất nhiều. Nhưng thật ra, đời người vốn là một phép tính trừ. Ăn một bữa thì mất một bữa. Gặp một lần thì mất đi một lần. Cũng như thời gian, những thứ mất đi rồi sẽ không bao giờ quay trở lại. Hãy trân trọng những gì bạn đang có, bởi bạn sẽ không thể nào biết trước được chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với bạn và những người bạn yêu thương. Mẹ, con có cái này tặng cho mẹ nè. Cái gì đây? Mày mở ra đi. Ta-da! Trời ơi, hôm nay mày đặt quà cáp nữa. Đây, con đeo cho mẹ nha. Đẹp quá. Chi cho tốn kém không biết nữa. Có gì đâu tốn kém. Bấy lâu nay con không có thời gian dành cho gia đình. Con không làm tròn trách nhiệm của một người con, một người anh. Con xin lỗi mẹ. Ngoan. Hai, quà của Út đâu? Út cũng là con gái mà. Nè, quà của Út nè. Qua, wow, Út cảm ơn hai. Mở ra xem được không? Mở đi. Wow, một cái bánh giò bự chảng luôn nè.